Tống Kiến Viêm năm thứ tư, tiểu hoàng đế lên ngôi, quốc sư phò tá chuyên quyền, phong ấn thành Hàng Châu bị phá hủy, khiến ma đạo hoành hành, lòng người hoang mang. Lúc này, pháp sư Hàng Ma xuất hiện ở nhân gian để thu phục ma đạo, giữ cân bằng cho tam giới. Với tên pháp sư Hàng Ma này, chẳng có kẻ nào giống người tốt. Thành Hàng Châu lòng người nơm nớp lo sợ. Tìm được người bắt yêu ma đã là may rồi. Nhưng họ lại đòi ta không ít ngân lượng. May mà không cần trả tiền hai tên này. Chúng tự mò đến. Nhà đầu, có pháp sư Hàng Ma nào không thu tiền, phá hỏng quy tắc trong nghề. Có giỏi thì trổ tài xem. Không có bản lĩnh thì biến ngay cho ta. Đại thúc, yên tâm đi, ta ắt có thứ ta muốn. Nếu thúc đã lợi hại như thế, vậy thì hãy thi triển đôi chiêu dụ yêu quái ra đi. Ngoan. Chẳng phải Huyền Quang tự sẽ phái hai sư phụ tới giúp sao? Chẳng không thấy đâu cả. Liệu có phải giữa đường bị yêu quái ăn thịt rồi không? Có yêu quái. Cô nương, rõ ràng không có thể dựa vào nhan sắc để kiếm ăn, sao lại bạo lực như thế? Yêu quái phương nào, dám tới đây gây rối? Ta không phải yêu quái, ta là pháp sư được Huyền Quang tự cử đến bắt yêu ma. Là đại sư đến từ Huyền Quang tự sao? Là ta đây. Sư phụ ta nói chỗ công vợ yêu quái ăn thịt người, bảo ta đến xem sao. Chưa kịp thỉnh giáo quý tính đại danh của sư phụ đây. Có gì đâu. Hàng Ma Sứ đặt cho ta ngoại hiệu: gặp thần giết thần, gặp người giết người, người gặp người yêu, quỷ thấy quỷ lạy. Đại pháp sư thần công cái thế, bộ dung chính anh là ta. Lợi hại thế, đã được chứng nhận chưa? Được rất nhiều chứng nhận rồi. Pháp hiệu của bần tăng là bất thông. Ngươi là hòa thượng, sẽ lại có tóc. Bần tăng bẩm sinh tóc cứng, cứng đến mức rìu đao cũng không thể chặt đứt được. Sư phụ từng 7 lần xuống tóc cho đệ tử, nhưng lần nào cũng thất bại. Nếu đây là ý trời, ta quyết định giữ lại mái tóc này. Đến rồi. Làm gì thế? Vô sắc. Xin được chiếu miễn phí trên kênh YouTube Baby Dino. Đại sư, liệu chúng ta có chết không? Phụ nhân thành tâm lễ Phật, nhiều năm làm việc thiện, tích công đức, phúc duyên thâm sâu, ắt có thể chuyển giữ hóa lành. Còn về lệnh phu buôn bán không thành thật, chuyên bán hàng giả, khấu trừ tiền công, lại còn ức hiếp mẹ quá con côi, lại là yêu quái nhắm vào người này. Đại sư, ta xin ngài, xin anh cứu phu quân của ta, ta nguyện một mạng đổi một mạng. Thật sao? Nói láo, chúng ta có rất nhiều tiền. Tôi cần bao nhiêu nha hoàn, ta sẽ mua bấy nhiêu nha hoàn, cho nó đến ăn no thì thôi. Nói có lý. Yêu quái phương nào, mau chịu chết. Tránh ra, tránh ra. Tránh ra! Tránh ra! Thiên địa vô cản, càn khôn kiếm pháp, dồn dập như quân lệnh. Tránh ra! Oh, my God.
Tránh ra, phía trước tránh ra. Còn yêu quái này, người muốn ăn ta à? Ta nạp bi đất cho người ăn trước. Người nếm xem có ngọt không nhé. Phản ứng xấu xa, người vừa cho ta ăn cái gì? Bi đất cũng là một phần trên cơ thể ta, có ngon không? Ta sẽ nuốt chửng ngươi. Kiếm chỉ đại vương, người ăn thịt vô số dân lành, quay đầu là bỏ, ta không quay đầu thì sao? Chẳng có buồn cứu cả con, sinh thêm đứa nữa vậy. Vậy thế thì sao? Lấy thêm cô nữa. Mới đi bắn vào xương đuôi của nó, sao sẽ bắn vào lưỡi nó. Được. Đau thật, từ chỗ trở khách cũng phải đánh tiếng chứ. Bà ơi đừng sợ. Vướng chân vướng tay. Người dám sàm sỡ bà? Bà đâu có sàm sỡ bà. Có người bắn ta mà. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, ta sẽ đánh chết ngươi. Này, dừng, cẩn thận có độc. Đau quá. Phu nhân, đáng đời, ngươi bỏ mặc cả thế tử. Đừng bắn ta. Ta đã cứu cô mà. A-di-đà-phật. Làm gì thế? Đồ đệ ca, sư phụ đừng gọi con là ca ca nữa, người gọi thế làm con thấy khó chịu. Người ta mặc dù vai vế cao, nhưng tuổi tác hãy còn nhỏ mà. Nếu con không thích, ta gọi con là đồ đệ thúc nhé. Được rồi, ca thì ca. Sư phụ, họ làm gì thế? Sao rầm rộ vậy? Sư bá của con nhận một mối làm ăn lớn. Hôm nay phu nhân của Chu tướng quân đến cầu tự. Ông ấy đang bày kim tất la hán trận cầu phúc cho bà ấy. Thế thì tốn nhiều nước tắm rửa lắm. Sư bá. Sư huynh. Sư huynh, huynh không sao chứ? Tên xấu xa kia, không đủ người nên cứ bắt ta lên. Sư huynh, cái này là sao? Phải đấy, lúc đó hỗn loạn, không biết ai đã tóm lấy ta. Đỡ ông ấy dậy. Sư bá, ngươi bị mất màu rồi. Chất liệu sơn không tốt, ta đi dặm phấn đã.
Hàng tâm bà nếu không ngồi vững địa vị chính thất, sinh một đứa con trai bụng bẫm, cắt đứt ý định nạp thiếp của ông ta, còn lâu ta mới ngồi trong ngôi miếu nát này. Cũng may tướng quân cho ta 10,000 lượng tiền hương hoa, ta chỉ quyên góp có 3,000, lại xung quỹ được 7,000 lượng rồi. Hắc tâm mà, tướng quân ngày nào cũng mê đắm, còn nha đầu Xuân Mai đó, bỏ ít thạch tín hạ độc Xuân Mai trước, diệt trừ hậu họa. Dâm tâm mà, chưa biết chừng tướng quân bất lực. Sáng mai xuống núi, về nhà mẹ đẻ ôn chuyện xưa với biểu ca, xuân sắc một đêm cũng tốt. Sư phụ, vị phu nhân này nhiều tâm tư lắm, xem ra Chu tướng quân sắp bị cắm sừng rồi. Phật tổ dạy chúng ta nhìn thấu, cũng không được nói toạc ra, không được nói, không được nói. Phim được chiếu miễn phí trên kênh YouTube Baby Dino. Mỗi lần chuyển thế, ta đều dùng đủ mọi cách để tìm sang người ta yêu giữa biển người. Ta có ký ức 1,000 năm. 1,000 năm qua, ta nghiên cứu kỹ thuật kỳ môn đạo giác từ xưa đến nay, chỉ để tìm ra một cách có thể sớm gặp lại chàng giữa vận mệnh này. Dầu khóc có hiệu quả thật này. Tí tí, hồi thân hình có thể khởi động được rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu đồng tử của Thiên Sơn lão yêu. Là tí có thể xem lại nhìn kiếp trước. Vậy thì có thể biết diện mạo của Kim Đồng khi chuyển thế ở kiếp này rồi. Kim Đồng, Kim Đồng, kiếp của chàng đang ở đâu? Tỷ tỷ, bà nào sắp chín rồi sao? Phải. Thế nên Hoàng mẫu nương nương mới bảo ta đến trông coi. Với cùng tỷ đợi 7 ngày 7 đêm rồi, chẳng được chập mắt lúc nào, buồn ngủ quá. Mời mà đi nghỉ đi, ta trông coi nơi này là được. Ngọc Nhi, ta đến muộn rồi, nàng không trách ta chứ? Đừng giận. Hôm nay chúng ta đã thu phục được một con rồng rất hung hăng. Chúng ta đánh đến nỗi nó ị cả ra đấy. Mang đến chân Phật tổ xong, là vội vàng đến đây ngay. Phục hổ, ta thấy huynh vừa đói vừa mệt, ta đưa huynh đi ăn trước gì nhé? Không mệt, ta không mệt mà. Ta bảo mệt là mệt, đi thôi, mệt rồi, đi thôi. Ta không mệt, ta không mệt thật mà. Kim Đồng, ta vẫn hơi lo. Nàng lo gì? Ta lo lỡ chuyện của chúng ta bị các thượng tiên biết được, sẽ phạm đại tội bất nghịch với thiên đình. Vậy thì chúng ta hãy rời khỏi tiên giới, tìm một nơi nằm ngoài tam giới. Dù thế nào ta cũng quyết không rời xa nàng. Đáng chết, 3,000 năm rồi. Bản đào 3,000 năm mới ra quả một lần. Đối phản thần Kim Đồng, Ngọc Nữ, vi phạm luật trời, khiến ai ra và các vị tiên gia phải đợi thêm 3,000 năm nữa. Đúng vậy, chúng ta lại phải đợi thêm 3,000 năm nữa mới được ăn bản đào. Nhất định phải trừng phạt họ. Hoàng mẫu,
Mặc dù Kim Đồng Ngọc Nữ có tội, nhưng về tình có thể tha thứ, mong người rộng lượng tha cho họ. Hai người này vi phạm luật trời, nếu không nghiêm trị, một khi đã mở ra tiền lệ thì đâu còn quy củ. Thế này đi, Hoàng Mẫu, chi bằng phạt hai người họ xuống trần gian chịu khổ trăm năm. Người hãy nể mặt ta đi. Nói cho cùng, Kim Đồng cũng là đệ tử của ta. Ý ta đã quyết, không thể phạt nhẹ. Ý của Phật Tổ là yêu hận cuồng si chỉ là hư vô, trăm năm trăm kiếp chỉ trong chớp mắt. Vì yêu mà sinh lo, vì yêu mà sinh sợ. Nếu rời xa tình yêu, vô lo vô nghĩ. Ta phạt Kim Đồng Ngọc Nữ xuống phàm trần luân hồi trăm kiếp, phải uống nước vong tình, vĩnh viễn không được gặp lại, lập tức thi hành. Từ chối uống nước vong tình tức là cam tâm gánh chịu kiếp nạn. Thế là chúng sinh trần tục, vận mệnh vô thường, không thể tự mình làm chủ. Người không những một kiếp không được gặp Kim Đồng, mà mười kiếp cũng không được nói với hắn một câu. Sao phải khổ thế? Thực ra ta có thể lựa chọn quên đi, nhưng ta lại không muốn quên. Kim Đồng, 1.000 năm 5 tháng 6 ngày rồi. Nhưng kiếp này Hoàng Mẫu gắn phong ấn lên đầu ta. Ta không biết kiếp này trông chàng như thế nào. Kiếp trước 1.000 lần ngoảnh lại mới đổi được 1 lần lướt qua ở kiếp này. Cung nữ mới đến thật khó coi. Tan học. Tiểu đệ Lương Sơn Bá. Tiểu đệ Trúc Anh Đài. Trúc Anh Đài. Phải. Thảo nào ta thấy có duyên với huynh thế. Huynh cũng có cảm giác này sao? Vậy chúng ta ra ngoài chơi đi. Được. Kiếp trước 1.000 lần gặp gỡ mới đổi được 1 lần bên nhau ở kiếp này. Ta đã tích cóp 1.000 lần quen chàng, liệu có thể ở bên chàng vào kiếp cuối? Chỉ còn thiếu đồng tử thôi. Tin tốt đây, tin tốt đây. Phú Xuân Lâu của chúng tôi mở cửa sớm hơn. Các cô nương lầu trên, lầu dưới giờ ngọ sẽ bắt đầu tiếp khách. Chúng ta đặc biệt tiến cử Hoa Hoa cô nương. Hoa Hoa cô nương như đóa sen e ấp, hoa nhường nguyệt thẹn. Người tên là gì? Ta ăn thịt dê, chứ không huynh đệ của người đâu. Nhắm mắt lại. Chàng trai, công tử, tiểu nhị, khách quan. Người của Phú Xuân Lầu chịu khó thật đấy. Người sáng sớm đã ra ngoài mời khách. Hắn là Hà Nhị Cẩu, nổi tiếng là thiên hạ đệ nhất tiện nhân của thành Hàng Châu. Chẳng nào hắn cũng ra ngoài lôi kéo quan khách thay thê tử của hắn. Như thế chưa đủ ti tiện đâu. Thê tử của hắn chính là Hoa Hoa.
Hắn không phải tiện nhân, hắn là một kẻ đáng thương. Ngài cứ dừng thong thả. Hòa thượng mà cũng ăn thịt, hay là hòa thượng thật hay giả vậy? Ăn thịt dê dễ bị nóng trong, người phải dập lửa đi. Đến Phú Xuân Lầu tìm Hoa Hoa cô nương, giảm giá 50% cho ngươi. Thí chủ, hôm nay mây đen vần vũ trên đầu, rất có thể thí chủ sẽ bị đánh cho một trận. Chết người rồi. Phu nhân, giá như thế mà ngươi không nhìn ra là thế tử của ngươi độc quyền bởi Xuân Lầu này, chỉ có thế tử của ta là xấu thôi. Xác suất bị đánh cũng lớn hơn người khác. Hoa Hoa, nàng không sao chứ? Đau quá. Không đau, không đau. Tử Bá Thiên lại đánh nàng đúng không? Đánh cô ta thì đã sao? Không chịu hầu hạ đại gia cho đàng hoàng, chính bà đại gia đẩy cô ta xuống đấy. Xin lỗi, xin lỗi. Lần sau ta sẽ bảo nàng ấy hầu hạ ngài cẩn thận. Cô ta là người lớn tuổi nhất, xấu nhất Phú Xuân Lầu. Ta thương tình cô ta không có một mối nào. Chiếu cố cô ta một lần, vâng vâng, không hầu hạ tử tế. Còn có lần sau à? Vậy phải làm sao mới khiến ngài vừa lòng? Lần sau ngài đến không thu tiền thì ngài có vui không? Đánh ngươi một trận là vui. Thịt dê. Đại sư, ngài đoán chuẩn thật. Nhị cẩu. Hoa Hoa, Hoa Hoa, nàng không sao chứ? Hoa Hoa, nàng không sao chứ? Hoa Hoa, nhìn cái bộ dạng thảm hại của đôi cẩu nam nữ này thì ta vui rồi. Tin được chiếu miễn phí trên kênh YouTube Baby Dino. Thí chủ, tóc bần tăng bẩm sinh đã cứng rồi, đâu phải thí chủ rồi, xin lỗi nhé. Có hai con đủ để lấy mạng ngươi rồi. Vội gì, ta còn chưa nói xong mà. Thực ra, ngươi có 36 con. Vừa đủ 36. Ôi lưng của tôi, lão tử không sợ yêu pháp của ngươi đâu. Chỗ ta còn hai con dao, một con biến ngươi thành thái giám, một con để lấy mạng ngươi. Trước khi ngươi hứa với ta sẽ không ức hiếp phu thê nhị cẩu nữa, ta sẽ tha cho ngươi. Ngươi đã xin thì ta cho. Được. Hai con sao nữa đâu? Trên mông người đấy. A Di Đà Phật. Đại sư, đa tạ đại sư. Đại sư thật lợi hại. Chỉ là nghiệt duyên kiếp trước, kiếp này trả mà thôi. Kiếp trước các người đã ức hiếp hắn, thế nên kiếp này mới bị ức hiếp. Mới biết kiếp trước thiện hay ác, phải xem kiếp này chịu tội hay hưởng phúc. Mới biết kiếp sau ra sao, phải xem kiếp này ăn ở thế nào. Nợ ta một nồi thịt dê đấy. Ta đi đây. Tại sao? Ai cần biết? Thế tử, nàng còn tiếp khách được nữa không? Đành cố vậy. Cho ta một bình túy sinh mộng tử. Hết rồi, hết rồi. Tôi cho một bình túy họa xa trường. Cái gì cũng hết rồi, cũng hết. Hôm nay các tỷ tỷ kia đã mua hết rượu rồi. Ngươi đi tỉ thí với cô ấy đi. Nếu thắng được cô ấy thì sẽ được uống rượu. Hãy
Có phải thắng cô sẽ có rượu uống không? Phải, đưa đây. Lợi hại thật. Cầm đây. Cầm đây. Cạn ly. Thật vô vị. Làm người thật vô vị. Ngày nào cũng thắng. Thật muốn thua. Làm người vô vị thì có thể làm chó. Nghe nói xem sao năm nay lại nhiều yêu quái như thế. Đánh mãi cũng không hết. Ta không muốn làm nữa. Ta cũng không biết vì sao. Sư phụ ta nói trên đời này có rất nhiều yêu quái. Vừa hay ta lại biết đánh yêu quái. Vì sao lại không đánh? Làm nghề này mấy năm rồi. Ta sao? 7-8 năm rồi. Còn non lắm. Nói nghe nhé. Ta làm nghề này chỉ vì muốn tìm một người. Kết quả ta sắp mệt muốn chết rồi mà vẫn chưa tìm thấy bóng dáng người đó. Không lẽ không muốn tìm ma? Ma mới không có bóng. Sớm biết thế này, năm đó ta đã uống nước vong tình. Nước vong tình của thiếu thời theo đuổi mộng tưởng, chỉ muốn cất cánh bay về phía trước, đi khắp trăm sông nghìn núi, cuối cùng vẫn lẻ loi một mình. Cho ta một chén nước vong tình, đổi lại một đêm, đổi cái con khỉ. Ta mày sắp chết rồi, chẳng biết không? Nếu chàng nhìn thấy ta, hãy thương ta một chút. Nếu chàng không thấy ta, vậy hãy nhớ ta một chút. Hắt xì một cái cũng được. Hắt xì à? Cô nhìn mặt trời kìa, nhìn mặt trời mà hắt xì. Đêm hôm lấy đâu ra mặt trời? Mặt trời chắc chắn ở trên trời. Người điên à? Sao có biết? Nào uống rượu đi. Nào, cạn chén nước vong tình này. Yêu tinh bây giờ càng ngày càng đẹp, càng ngày càng phô trương. Hòa thượng này có kim quang bảo vệ. Không ngờ nơi hoang vu hẻo lánh này lại có người có tu vi cao thâm như thế. A Di Đà Phật, đa tạ Phật Tổ giúp ta thu phục độc long. Cha ngươi là độc long, tội nghiệp chồng chất, phải tu hành nghìn năm dưới chân Phật Tổ.
Nhưng người vô tội. Nào, uống một ít máu của ta. Có máu tiên thì có thể đưa người ra ngoài. Hồ Nhi, Mị Nhi, Sát Sát, thỉnh an phụ thân. Hồ Nhi, sau khi vào cung, việc ta sai các con làm tiến hành đến đâu rồi? Xin phụ thân thứ tội. Thái hậu, thống lĩnh thái giám, thống lĩnh ngự lâm quân đều đã bị chúng ta thiên tàm độc cổ. Vậy hoàng thượng thì sao? Sau khi vào cung, con và Mị Nhi được hoàng thượng yêu thích vô cùng. Nhưng chúng con chỉ có thể tiếp cận thân sắc của hoàng đế, không thể lấy được chân nguyên của hắn. Mỗi lần chúng con muốn nhả độc long châu vào miệng hoàng đế, trên người hắn lại phát ra hàng vạn luồng sáng, đánh bật chúng con ra xa. Tất cả là vì các con là yêu quái, chỉ cần có ý làm hại hoàng đế thì linh thần đế vương trên người hoàng đế sẽ phản kích. Có thể dùng nhấp hồn đan khống chế hắn trước. Khi ấy hắn sẽ biến thành một cái xác. Tiếp đó nguyên thần của ta sẽ xâm nhập. Đến lúc đó cả nhân gian này sẽ nằm trong tay chúng ta. Vậy có cách nào không kinh động đến linh thần của đế vương không? Trừ phi tìm được người có linh lực ra tay với hắn. Đại tiệc ta chuẩn bị cho các con đây, mau tới thưởng thức đi. Thì dù tất cả 98 lần đều không thành, 99 lần cũng không được thì tức là trời xanh không có mắt. Ta chết. Tránh ra. Hôm nay ta không chặt đứt tóc ngươi thì ta sẽ chặt đầu ngươi. Sư phụ, con nợ người nhiều tiền lắm à? Vẫn không được. Lại. Ngày trước huynh làm mì sợi à? Sao đệ biết? Thủ pháp của huynh đã bán đứng huynh. Cả đời con chưa từng hại ai, tại sao lại rơi vào tình cảnh này? Tiểu tử này từ nhỏ đã diệt yêu trừ ma, không thầy vẫn tự học thành tài. Ta tưởng ông trời chiếu cố, nhưng nó lại chả nhớ được gì về kiếp trước. Nếu không bổ cái đầu này ra, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, thì nó chỉ có 1/10 cơ hội thành công thôi. Ta biết rồi. Liệu có phải hắn đã đắc tội với vị Bồ Tát nào đó không? Có khả năng lắm. Đi. Hai vị Bồ Tát bất thông kiếp trước có đắc tội với hai vị không? Nếu tiểu tăng có đắc tội với các vị thì xin hãy nhận của ta một lạy. Chuyện
chuyện gì thế này? Còn mấy kia nữa. Xin nhận của ta một lạy. Giờ ta ra ngoài thất thực, chả ai tin ta là hòa thượng. Và ai không muốn làm hòa thượng chọc đầu chứ? Vì sao không chịu cho ta cơ hội? Quan Âm Bồ Tát, rốt cuộc con đã làm sai việc gì? Quan Âm nhắm mắt rồi. Quan Âm Bồ Tát, tại sao người lại nhắm mắt? Người mau nói cho con biết đi. Rốt cuộc tại sao con không thể xuống tóc? Có phải kiếp trước con đã gây nghiệt? Kiếp này phải chịu báo ứng. Tình duyên chưa dứt, đầu gối tay ấp, trên trời dưới đất đều thế. Một ngày nào đó, người sẽ gặp được cô ấy. Cô ấy. Cô ấy là ai? Cô ấy là người trong mộng của con sao? Mà nói cho con biết đi. Là người làm gì vậy? Chả lại xoay ngược Bồ Tát? Không liên quan đến ta. Là hai người bọn họ. Hai người. Mà cút về thiên phòng. Chú phu nhân đến cầu tự. Rồi bất thông suốt. Hoa đã. Ta đánh chết người. Đánh cho ta. Đánh chết cho ta. Có gì từ từ nói. Đánh người được cứ đánh vào mặt. Ta cứ đánh vào mặt đấy. Đã bảo đừng đánh vào mặt rồi. Ta không tin. Nguyên năng. Sao còn chưa chuẩn bị xong? Ông nói giờ này là giờ lành mà. Trong chùa có đệ tử điên muốn làm phản. Hòa thượng điên. Trương Long triệu hổ. Có. Hạ hắn cho ta. Rõ. Hiểu lầm rồi. Hiểu lầm rồi. Tìm được chiếu miễn phí trên kênh YouTube Baby Dino. Chạy mau. Sư phụ, người biến thành yêu quái rồi. Ta không phải yêu quái. Ta là huynh đệ phục hổ của huynh. Huynh là Giáng Long La Hán. Giáng Long La Hán. Kiếp này, ta dẫn dắt huynh hạ phàm. Bất thông, huynh mang trong mình tiền cốt vốn là kim đồng trên trời. Nếu không phải hoàng mẫu nương nương gây khó dễ, thì ta đã đưa huynh đi gặp ngọc nữ từ lâu rồi. Ngọc nữ, huynh tự xem đi. Xem đi. Bà đạo 3.000 năm mới ra quả một lần. Đôi phản thần kim đồng ngọc nữ làm trái luật trời. Ta phạt kim đồng ngọc nữ xuống trần gian, luân hồi trăm kiếp, phải uống nước vong tình, vĩnh viễn không được gặp nhau. Lập tức thi hành. Ta biết rồi. Người con gái trong giấc mơ của ta chính là ngọc nữ. Sư phụ, người không sao chứ? Người biến trở lại rồi. Đồ đệ ca, giờ con hãy lập tức đến hẻm núi Thiên Sơn, thu phục Thiên Sơn yêu quái. Tại sao con phải thu phục Thiên Sơn yêu quái? Cái này ta cũng không biết. Bồ Tát sai ta nói với con. Người không sao thật chứ? Đồng người phun máu kia kìa. Vậy sao? Làm sao bây giờ? Đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi. Không sao rồi. Không sao rồi.
Phu nhân, bà lòng mang đố kỵ, dâm ô, tham lam, độc ác sẽ không có phúc. Bà đến chùa cầu tự, hồ trường thanh thế, khẩu Phật tâm xà, Bồ Tát sẽ không giúp bà. Ở hiền mới gặp lành. Mong phu nhân buông bỏ ý nghĩ đen tối, đừng vì dục vọng của bản thân mà làm hại mạng người. Cáo từ. Bất thông, huynh mang trong mình tiền cốt, vốn là kim đồng trên trời. Nếu không phải Hoàng Mẫu Nương Nương gây khó dễ, thì ta đã đưa huynh đi gặp Ngọc Nữ từ lâu rồi. Hẳn. Tốt. 1000 năm rồi. Ngươi không ngờ ngươi lại biến thành hòa thượng. Còn nhớ nghĩa phụ từng nói, có một mối thù không thể không trả. Năm đó, chúng liên kết tới Bắc Hải bắt ta. Ta bị trấn áp dưới chân Phật tổ, bị rút long gân. Đây đúng là sự sỉ nhục lớn với ta. Sau 500 năm bị trấn áp, ta mới may mắn thoát nạn. Mấy năm qua, ta ra sức tu luyện, cuối cùng ăn mọc lại long gân. Còn tới kim đồng này, lại vì vi phạm luật trời mà bị đày xuống trần gian. Giờ hắn là thân phàm. Đây là thời cơ tốt để ta báo thù. Nghĩa phụ, chúng con sẽ nhanh chóng đi bắt hắn. Không. Nghĩa phụ, muốn các con tìm ra nữ tử mà hắn yêu, Ngọc Nữ. Ý của nghĩa phụ là muốn dùng người phụ nữ này để đối phó với hoàng thượng. Đúng vậy. Mỹ nữ đâu? Mà ngon đâu? Không ngờ độc cô vô bại, ta là đệ nhất hào môn Ba Tư, quốc quân quốc dân, trời sinh phong lưu, lại rơi vào cảnh ăn chuối thế này. Có cái ăn rồi. Tiểu nhị. Ồ, đại ca to ghê. Cái gì ngon nhất? Mì cá viên. Không có cá viên. Mì nằm bò. Không có mì. Bún cá viên. Không có cá viên. Bún nằm bò. Không có bún. Vậy các ngươi có cái gì? Chả có gì hết. Không có gì sao còn treo biển bán hàng? Chính là cái biển này mới bán hết đấy. Đời người khi còn sống như chiếc bánh nướng, có thăng trầm, có chìm nổi. Hiệp sĩ bánh nướng. Không. Làm gì thế? Đội trưởng Mỹ. Ta rất tức giận. Đại ca, huynh thắng rồi. Sao lại mất máu? Ta đã nói với các ngươi rồi, đừng có mua hàng của Sơn Trại. Phải nói bao nhiêu lần nữa? Đại ca, không phải hàng giả đâu. Chạy mau! Chạy! Yêu quái gì thế? Xấu quá đi mất! Trông con yêu quái này quen lắm. Có hơi giống con mắt của Ha Lần. Hóa ra đây chính là Thiên Sơn Lão Yêu. Muội vòng lại từ bên kia, xuống dưới đánh vào khớp gối của nó. Chạy mau. Cẩn thận.
muộn rồi. Đừng làm mắt nó bị thương, cô gái chính nghĩa, đúng kiểu ta thích. Cẩn thận. Yêu quái chết tiệt, không đánh răng. Tấn công đầu con yêu quái. Này, bên này, người ta xưa giờ cũng là mỹ nữ, nè mặt trước đi. Yêu quái quá cứng, không thể không bắn nổi. Tóc hòa thượng cứng lại rồi, còn hữu dụng hơn cả tên thì phải. Hòa thượng, có muốn bay không? Ta đâu phải là chim, bay thế nào? Phẫn nộ một chút là được. Chim nhỏ phẫn nộ. Angry Bird, lùi về sau. Cả người chưa được sự đồng ý của ta đã đưa ra quyết định như thế. Ta thực sự rất phẫn nộ. 1, 2, 3, có. Tiểu Ngư, đi. Đã. Tỷ tỷ, cuối cùng đã tìm thấy con mắt tỷ cần rồi. Này này, cô định làm gì? Mắt bị móc rồi. Nữ thần đi đâu? Chúng ta theo đó. Mày này được đấy. Nhìn kìa. Người còn trẻ thì chú ý rèn luyện đi. Nhìn xem ta có việc gì đâu. Thân trên gánh vác nặng nề. Tí tí. Của ta cũng không nhỏ mà. Bụng ấy. Ở nhà ta không được đi lại lung tung, cũng không được sờ mó lung tung. Tắm rửa rồi ngủ một giấc, sáng mai ai về nhà đấy, mẹ ai nấy tìm. Nghe rõ chưa? Bất thông. Ngươi từng nghe câu này chưa? Chưa. Vào nhà nàng một lần bằng 10 năm cưa cẩm.
từ chối uống nước vong tình, tức là cam tâm gánh chịu kiếp nạn. Ngươi không những một kiếp không được gặp Kim Đồng, mà 10 kiếp cũng không thể nói với hắn một câu. Sao phải khổ thế? Ngọc Nhi, Kim Đồng, lỡ chuyện của chúng ta bị các thượng tiên phát hiện sẽ phạm tội đối nghịch thiên địch. Vậy thì chúng ta hãy rời khỏi thiên giới, tìm một nơi bên ngoài tam giới. Dù sao ta cũng quyết không rời xa nàng. Bất thông, vinh mang trong mình tiên cốt, vốn là Kim Đồng trên trời. Nếu không phải Hoàng Mẫu Nương Nương gây khó dễ, thì ta đã đưa Vinh Nhi vào Ngọc Nữ từ lâu rồi. Ta phạt Ngọc Nữ Kim Đồng xuống trần gian, luân hồi trăm kiếp, phải uống nước vong tình, vĩnh viễn không được gặp lại. Rốt cuộc cô ấy là ai? Làm gì thế? Theo nghề này mấy năm rồi? Ta sao? 7-8 năm rồi, còn non lắm. Ta theo nghề này là để tìm một người. Kết quả là ta mệt sắp chết rồi, mà vẫn không thấy bóng dáng người đó. Sớm biết thế này, năm đó ta đã uống chén nước vong tình kia. Hỏa niên thiếu theo đuổi mộng tưởng, chỉ muốn bay về phía trước, đi qua trăm núi ngàn sông, cuối cùng vẫn cô đơn lẻ loi. Kim Đồng, ta tìm chàng 100 kiếp rồi, hôm nay cuối cùng ta cũng đã biết được diện mạo của chàng. Xin lỗi đã khiến nàng phải tìm ta lâu như thế. Sớm biết thế này, lúc chưa có chết ta cũng sẽ không uống chén nước vong tình đó. Cảm động quá. Người là ai? Mặc nhiều thế không nóng à? Cửu Long Cẩm Bào, Ngọc Đới Kim Tu, chỉ có thái tử mới có trang phục này. Bắc Hải Độc Long cuối cùng đã nhận ra ta.
Lão rồng kia, không ngờ ngươi lại chạy ra ngoài. Năm đó lột da ngươi, rút gân ngươi vẫn chưa đã hả? Hôm nay là ngươi ngáy xương có đúng không? Hôm nay phải bắt cô ta đi, muốn đưa nữ thần của ta đi, không dễ thế đâu. Chạy à? Cửu chỉ liên hoàn kiếm. Ngươi không biết mèo có 9 cái mạng sao? Ta có 18 con dao. Giết con gái ta. Cửu chỉ liên hoàn kiếm. Xuất kiếm. Hôm nay ta có thể không giết hắn, nhưng cần cô làm cho ta một việc. Người nói gì ta cũng chấp nhận. Vậy hãy ăn con thiên tàm này đi. Kim đồng, kim đồng, sắt sắt, đừng. Đừng! Đừng! Chỉ cần cô ăn con thiên tàm này, nó sẽ bám chặt lấy tâm nhĩ của cô. Nếu cô không nghe lời, nó sẽ cắn nuốt thịt của cô. Cô mà ngoan ngoãn nghe lời, sao ta nỡ làm những việc này? Phụ thân, mọi người rời khỏi đây trước đi, con sẽ thu dọn hậu quả. Được. Hồ Nhi. Kim Đồng.
Yên tâm đi. Không sao. Ta đi thay nước. Sẽ về ngay thôi. Không sao đâu. Ngày ăn mật rắn của ta sẽ giải được bách độc, khôi phục nguyên khí. Thanh Thanh đâu? Thanh Thanh hiện giờ đang ở trong hoàng cung. Quốc trưởng muốn thay thế hoàng đế nên mới cần Thanh Thanh hút chân nguyên của hoàng đế. Ông ta ép Thanh Thanh nuốt thiên tầm. Nếu Thanh Thanh dám trái ý quốc trượng, hồi sẽ phải chịu nỗi đau bị thiên tảm nuốt tim. Ta không muốn phải tự tìm đường chết. Ta nhất định phải đi. Giáng Long. Quốc trưởng quấy nhiễu triều cương, kinh động thiên đình. Giờ Ngọc Đế khai ân, chỉ cần ngươi lấy được ba vật sau, thiên đình sẽ khoan hồng, khôi phục pháp lực cho ngươi. Đừng đánh mất lòng tin. Chỉ cần khôi phục thần lực, ngươi sẽ khôi phục được Độc Long. Là ba vật gì? Nước mắt của kẻ ác, tôn nghiêm của tiện nhân, một hơi thở của tình nhân. Ba thứ này hợp lại có thể khơi thông thiên linh cái của ngươi, đạt đến tinh hoa nhật nguyệt, khôi phục thần lực. Nước mắt của kẻ ác, tôn nghiêm của tiện nhân, một hơi thở của tình nhân. Nhưng phải nhớ, chuyện này chỉ có bản thân ngươi làm mới hiệu nghiệm. Ở đây đúng là phiền phức, luôn nghe được giọng nói thần bí. Giờ phải đi đâu tìm những thứ này? Ta biết tìm ở đâu. Hú Sơn Lầu, chúng tôi mở cửa sớm. Sợ về nhà muộn, bị thái tử phát hiện thì chơi sớm một chút. Chàng trai cơ thể cường tráng quá, mau vào đi. Nhị cấu. Đại sư, đa tạ ngài lần trước đã cứu ta. Ta phải báo đáp ngài mới được. Hôm nay Hoa Hoa rảnh rỗi, mời vào phòng. Nhị cầu, hôm nay đúng là ta cần người báo đáp. Và đã, người xuất gia chúng ta không được vào thanh lâu. Lắm chuyện. Ông không nói, ta không nói, ngài ấy không nói, trời biết đất biết ông biết. Đúng không đại sư, đi nào. Làm gì thế? Hôm nay ta muốn người báo đáp ta. Ta không được sao? Nhưng mà ta phải uống hai viên giảm đau đã. Nghĩ đi đâu thế? Ta cần tôn nghiêm của ngươi. Hú muối. Tiểu Nhi, vào bếp lấy ta hú muối. Được. Không phải. Ta cần tôn nghiêm của ngươi. Ta không có tôn nghiêm. Tôn nghiêm là cái gì? Tôn nghiêm tức là khiến người khác phải tôn trọng ngươi. Bản thân tôn trọng mình vô ích thôi. Ngài có thể cười ta, chửi ta, không để ý tới ta. Nhưng ta phải kiếm được tiền. Cả nhà ta phải có miếng ăn. Cha, tiểu cấu, đây, đại sư. Đại sư, người như chúng ta có tôn nghiêm cũng vô dụng. Ta để dành cho tiểu cấu 30 lượng bạc cho nó đi học. Nhưng tôi nói gì ông đồ cũng không chịu nhận. Nói nó xuất thân hạ đẳng. Mẹ là kỹ nữ, cha cũng là kỹ nữ. Thế nên nhị cậu, cứ phải tìm lại tôn nghiêm của mình. Nếu không sau này tiểu cấu phải làm thế nào? Thế nào cả đời ở đây? Vậy thì đi đâu tìm tôn nghiêm? Không cần đi đâu hết. Bá ca đến rồi à? Bá ca vừa hay Hoa Hoa có thời gian, để nàng ấy hầu hạ ngài nhé. Ta đến đòi nợ. Chúng ta nợ tiền ông khi nào? Hôm đó bá ca thua cược ở sòng bạc. Nói là ta mang đến vận đen cho ngài ấy, muốn phạt ta một lượng bạc. Nhưng ta lại không có tiền. Không đưa sẽ đánh gãy chân ta. Ta nói cho khất nợ xong, lại quên mất. Không ngờ ngài tưởng thật mà tìm đến đây. Nửa tháng một lượng, lãi mẹ đẻ lãi con 40 lượng. Thế chúng ta có nhiều tiền thế được?
Bá ca, 40 lượng, thế khác gì đòi mạng ta? Hai đứa nhỏ kia cũng được, có thể bán được ít tiền. Không được, không được, không được. Dừng tay. Từ Bá Thiên, coi ta không tồn tại à? Đách. Huynh vẫn chưa hồi phục. Đến đây. Sao đệ không nhắc nhở ta? Ta đã nói rồi. Nói to lên chứ. Đánh hắn trước đi, ta nghỉ một lát đã. Nhào vô. Hắn bị thương rồi, không còn pháp lực nữa. Đánh thật mạnh cho ta. Đánh xong rồi à? Các người ta đánh người hay đòi nợ vậy? Đừng đánh nữa. Dừng tay. Đừng đánh nữa. Ta phải móc mắt ngươi để xem sau này ngươi có dám trận mắt với bản đại gia không. Đừng. Tiểu Hoa, Tiểu Cầu, mau qua đây. Đừng. Đừng. Tránh ra, tránh ra. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đừng giết ta, đừng giết ta. Sao này còn dám bắt nạt người khác không? Không dám nữa. Xin lỗi, nhị cậu, xin lỗi. Đại sư, ta tìm lại tôn nghiêm rồi. Tôn nghiêm của tiện nhân, tốt. Nhị cậu, ngươi tìm lại được tôn nghiêm rồi. Ta cũng khôi phục 1/3 công lực rồi. Chuyện gì thế này? Hoa Hoa, Hoa Hoa. Này ta không cho nàng được sống sung sướng. Kiếp sau nhất định ta sẽ bù đắp cho nàng. Hoa Hoa. Cha, mẹ, hai người tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Mẹ. Cha. A-di-đà Phật, sớm lên cõi cực lạc. Ta sắp khóc như mưa rồi, nhưng nước mắt của ta lại vô dụng. Ta vốn là cô nhi. Từ nhỏ đã không được gặp mẹ.
Ta hại họ nhà tan cửa nát vì ta đố kỵ họ có gia đình. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta nhất định sẽ chăm sóc hai đứa con của các ngươi. Nước mắt của kẻ ác. Ta còn thiếu hơi thở của tình nhân. Nguyên khí của ta đã khôi phục rồi. Đi cứu Ngọc Nữ thôi, đi. Hoàng thượng. Ngọc Nhi, nàng thật đẹp. Một nữ tử có thể khiến hoàng thượng si mê như thế, đúng là hiếm có. Ngọc Nhi ngượng. Xin hoàng thượng nhắm mắt lại. Xin hoàng thượng mau chóng rời khỏi đây. Quốc trượng có ý muốn giết vua Đoạt Vị, chính hắn uy hiếp ta, dù hoàng thượng nuốt độc Long Châu. Làm trái mệnh lệnh của ta, ta sẽ khiến người sống không bằng chết. Ngọc Nhi, Thiên Tàm đã ở trong bụng cô quá 3 ngày, chắc đã mọc vuốt rồi. Có thích khách, hộ giá, hộ giá. Con nhện to quá. Biến. Lão hổ chết tiệt, hóa ra là ngươi. Cho ta mượn một hơi thở. Không đủ. Quan Âm nương nương, đã nói là hơi thở của tình nhân mà, sao lại lừa ta? Có lẽ vẫn chưa đủ. Vẫn vô dụng. Đi theo ta.
Để xem ngươi còn mấy roi. Ngọc Nhi, hồ trào thâu tâm. Dựa vào ngươi mà cũng đòi lấy tim ta. Ta không moi được tim ngươi, nhưng ta moi được hận của ngươi. Hận của ta. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, mau, con gái ngoan, mau đưa mật giám của con cho vi phu để ta khôi phục công lực. Hộ thân, mật giám của con đã cho ngày ấy rồi. Tiện nhân Kim Đồng, ta tìm chàng 1000 năm rồi. Ta biết. Mặc dù ta chỉ được nằm trong lòng chàng, nhưng ta đã mãn nguyện rồi. Nếu còn có kiếp sau, ta sẽ đến tìm chàng. Chàng phải nhận ra ta. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi. Quá xa một hơi thở của tình nhân là hơi thở cuối cùng của người thương. Vạn Phật Triều Tông.
Kim Đồng, đừng đau lòng. Ngọc Nữ và Phục Hổ gặp kiếp nạn. Giờ mới có thể về Thiên Đình Minh Độc Quyền bởi TV2 trở thành Giáng Long La Hán. Ngọc Nữ không còn nữa. Con còn về làm gì? Con thà ở lại nhân gian, trừ yêu diệt ma, đối phó với tham quan, tạo phúc cho con người. Tôi định không quay về thiên giới. Vâng, và muốn ở lại đây. Được. Đây là mảnh hồn phách còn lại của Ngọc Nữ. Ta biến nó thành chim nhỏ bầu bạn với người mãi mãi. Quan Âm tử bi. Sau này bất thông ở lại chốn hồng trần, hành hiệp trượng nghĩa, cứu người cứu khổ. Những người mang ơn bất thông tôn ngài làm tế công.